Bí mật của tượng Phật nằm Prabuddhasaya ở Ayutthaya. À? Tượng Phật nằm Prabuddhasaya ở Ayutthaya là tại chùa Wakkoloya Thusaram, mang trong mình nhiều bí mật và câu chuyện lịch sử thú vị, góp phần làm tăng thêm sự hấp dẫn và huyền bí cho bức tượng này. Hả? Và sau đây là một số bí mật và câu chuyện liên quan đến tượng Phật nằm Prabuddhasaya ở Ayutthaya mà Quyền tìm hiểu được. Một là lịch sử huyền thoại. Chùa Wakkoloya Thusaram là nơi đặt tượng Phật nằm này, được cho là có lịch sử từ thời kỳ đầu của vương quốc Ayutthaya thế kỷ 14-18. Tuy nhiên, nhiều phần của ngôi chùa đã bị hủy hoại trong cuộc xâm lược của quân đội Miến Điện vào năm 1767, chỉ còn lại một vài cấu trúc, trong đó có tượng Phật nằm. Và việc bức tượng vẫn còn nguyên vẹn sau những sự kiện lịch sử khắc nghiệt được xem là một điều kỳ diệu và là biểu tượng của sự tồn tại và bền vững. Yes! Hai là phục dựng và bảo tồn. Sau khi bị tàn phá trong cuộc chiến, thì tượng Phật tại Wakkoloya Thusaram đã được phục dựng và bảo tồn qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Những bí mật về kỹ thuật xây dựng và bảo tồn tượng Phật, từ việc sử dụng vật liệu truyền thống đến những kỹ thuật phục dựng cổ xưa, đã giúp tượng duy trì được vẻ đẹp và sự uy nghiêm qua nhiều thế kỷ. Ba là nghi lễ tâm linh. Theo người dân địa phương thì họ tin rằng tượng Phật nằm này có năng lực linh thiêng, mang lại sự an lạc và bình yên cho người chiêm bái. Nhiều người đến đây để cầu nguyện cho sức khỏe và sự bảo hộ. Điều này làm cho bức tượng không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một biểu tượng tâm linh sâu sắc trong lòng người dân Thái Lan. Wow. 4. Biểu tượng của sự hồi sinh. Tượng Phật nằm tại Ayutthaya này được coi là một biểu tượng của sự hồi sinh và tái sinh. Sau sự sụp đổ của Ayutthaya, tượng Phật này vẫn tồn tại như là một lời nhắc nhở về quá khứ huy hoàng của vương quốc, đồng thời là tượng trưng cho sự tiếp nối và trường tồn của đức tin Phật giáo ở Thái Lan. Và năm là hình dáng và cấu trúc bí ẩn. Một trong những điều thú vị mà các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn về nguyên mẫu hay là nguyên nhân chính xác tại sao bức tượng này lại được tạo ra với kích thước và hình dáng hiện tại. Có giả thuyết cho rằng nó có thể đã được lấy cảm hứng từ các tượng Phật nằm nổi tiếng khác ở Ấn Độ hoặc các nước Phật giáo láng giềng, nhưng điều này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Và chính vì những bí mật này đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho tượng Phật nằm Prabuddhasaya ở Ayutthaya, biến nó thành không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là một nơi linh thiêng thu hút những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của Thái Lan. Chúc mọi người luôn gặp được bình an, may mắn, vui vẻ và hạnh phúc.